tình. Chúa ngự trong phép thánh, yêu quý nhân loại hiện thân trong hình bóng, nuôi hồn con tháng ngày, cho lòng con vui say, dâng hiến vua trời cùng hoan ca tràn đầy. Lòng con hân hoan bên tin thành tâm, dù cho dương gian khó nguy lệ xa, trong cây ơn Chúa giúp con mau vượt qua. Đời con tình yêu bước đi gần xa, ngày đêm vang lên biết bao lời ca, dấu ngàn sầu thương vững tin thiết tha. Kính lạy Chúa là đấng giàu lòng xót thương, chúng con sắp mình thờ lạy Chúa. Xin dâng lên Chúa giờ chầu thánh thể này để cầu nguyện cho hòa bình thế giới, cho quê hương đất nước, cho từng người chúng con được sống bình an, cho những nhu cầu chính đáng của anh chị em xa gần đang cậy nhờ chúng con, hoặc chính họ đang hiệp ý với chúng con, khấn van lòng xót thương từ ái của Chúa giây phút này. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là Chúa trang hy vọng, là đường để con hàng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi mãn thời hạn thanh tẩy theo luật Môi-sen, ông bà đem Chúa Giêsu lên thành Jerusalem để dâng cho Chúa. Và lúc đó tại Jerusalem có một người tên là Simeon. Ông được Thánh Thần mách bảo là sẽ không thấy giờ chết đến trước khi thấy Đấng Kitô của Chúa. Được Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ khi cha mẹ bồng trẻ Giêsu đến để thi hành cho người các nghi thức theo luật dạy, thì ông ẵm lấy người trên cánh tay mình và chúc tụng Thiên Chúa rằng: Lạy Chúa, bây giờ Chúa để cho tôi tớ Chúa đi bình an theo như lời Chúa, vì chính mắt tôi đã thấy ơn cứu độ mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân. Ánh sáng đã chiếu soi các lương dân, vinh quang cho Israel dân Chúa. Cha mẹ người đều kinh ngạc về những điều đã nói về người. Simeon chúc lành cho hai ông bà và nói với Maria mẹ người rằng: Đây trẻ này được đặt lên khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà, để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ. Đối với các bậc cha mẹ Kitô hữu, con cái là quà tặng của Thiên Chúa. Để bày tỏ lòng trân trọng quà tặng quý báu đó, các bậc cha mẹ tiến dâng con cái của mình cho Thiên Chúa. Tiến dâng bằng cách nuôi dạy con cái theo ý Chúa muốn, giúp con cái đón nhận và nuôi dưỡng đức tin, giúp con cái hướng tình yêu về Thiên Chúa.
hình ảnh của Thánh Monica, bà mẹ của vua Louis và mẹ của Thánh Đông Bosco là những tấm gương sống động cho gia đình Kitô hữu. Lạy Chúa, là cha mẹ, chúng con chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa đã ban cho con cái cho chúng con. Xin giúp cho con biết sống tốt lành để làm gương sáng cho con cái và chu toàn bổn phận Chúa trao phó. Amen. Lạy Cha, con ở trên trời, con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng đành trên cây thánh giá, chết và tăng xa xuống ngục tổ tông ngày thứ ba, bởi trong kẻ chết và sống lại lên trời ngự bên điều được Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau với trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Cha hằng hiếu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trông cậy nơi Chúa. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trông cậy nơi Chúa. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trông cậy nơi Chúa. Lạy Cha đấng đầy lòng trắc ân, đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mà dù tôi lỗi con to lớn và sơ suất phán thì quá nhiều, con vẫn tin thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là đấng xót thương từ xưa tới nay, chưa từng nghe có người nào tin thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thông hối ăn năn. Chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào biết từ chối. Mà dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi, lời Chúa Giêsu con Cha đã bảo đảm với con rằng thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tin thắng. Lạy Chúa Giêsu là ban tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mềm của chúng con và giống như một danh y tốt. Chúa an ủi và Chúa lành những đau đớn của chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa. Trong bàn tay từ ai Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ, chở che gia đình của chúng con. Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria Đức Thánh. Mẹ Chúa, qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kính lòng Chúa thương xót sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúa là đấng hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Xin cộng đoàn mở sách trang 76. Ngày thứ sáu, cầu cho các linh hồn. Lạy Chúa Giêsu đấng đầy lòng thương xót, Chúa đã phán các con hãy xót thương như Cha các con trên trời là đấng hay thương xót. Xin trái tim từ bi Chúa che chở các linh hồn nơi luyện ngục, những linh hồn mà Chúa rất thương yêu, và họ phải ăn năn đền tội cho sự công bình của Chúa. Nguyện xin mau cùng nước chảy ra từ trái tim Chúa dầm tắt lửa luyện ngục, để các linh hồn đó cũng được ngợi khen lòng thương xót của Chúa.
Lạy Cha hằng hữu, xin Cha đoái thương các linh hồn trong luyện ngục, vì họ được bao bọc trong tình yêu của Chúa Giêsu. Chúng con nài xin Cha, vì của khổ nạn của Chúa Giêsu, con một Cha, và vì mọi nỗi đắng cay ngập tràn trong linh hồn Chúa Chi Thánh, xin Cha thương xót những linh hồn đã trải qua cuộc phán xét nghiêm minh. Xin Cha đoái thương họ qua thương tích Chúa Giêsu, để chúng con tin tưởng vào lòng từ bi nhân lành của Cha tuôn xuống không ngơi. Amen. Chúng con kính lạy và ngợi khen sự màu nhiệm hình thánh rất sang trọng, màu thánh rất châu báu vô cùng, bởi lòng Đức Bà Maria đồng trinh sạch sẽ mà ra, đã để mình trong phép màu nhiệm này cho được ở cùng chúng con là đêm sau hết, khi người còn ngồi cùng các môn đệ mà ăn bữa tối là bữa trọng trên hết các bữa, khi đã giữ cho đủ các phép đạo cũ truyền lại mà ăn bữa này, đoàn mới phó mình cho 12 môn đệ lấy làm của ăn, ngồi thứ hai ra đời làm người, phán một lời phép tắc vô cùng mà làm cho bánh thật trở nên mình người, cùng làm cho rượu nho hóa nên máu người thật. Vì vậy dù con mắt chúng con xem chẳng thấy, thì phải có đức tin cho được vững lòng. Vậy chúng con phải thờ lạy phép rất thánh rất trong giường ấy, vì các phép trong đạo cũ chẳng bằng phép này, thì chúng con phải có lòng tin cho bền. Thay vì con mắt chúng con xem thấy, chúng con phải ngợi khen Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Thần, cùng thờ lạy kính mến ngợi khen và hát mừng sự màu nhiệm rất thánh này đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con, song lẽ bởi vì bây giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa cho thân được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thần, thì con xin nằm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa cho tròn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Này con là đá, trên viên đá này ta xây giao hồi muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vây vùng không làm chuyện rung. Ta hãy cầu xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa gìn giữ người tăng gấp sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc. Đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù. Kính mời cộng đoàn đứng. Chúng ta đi tìm con Chúa ra đời, người sinh ra giữa mùa rẽ đêm đông. Chúng ta đi tìm con Chúa ra đời, người sinh ra ở nơi nào biết không. Chúa thương loài người,
Chúa thương loài người, Bé Lem là nơi Chúa sinh. Chúa thương loài người, Chúa thương loài người, Bé Lem là nơi Chúa sinh. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Xem thấy màn đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa chúc lành cho chúng con.